Nếu như trước đây việc lắp đặt các hệ thống ngầm phải thi công theo phương pháp đào hở, gây cản trở giao thông, ảnh hưởng đến kết cấu nền đường, ô nhiễm môi trường, thì nay với công nghệ khoan kết ngầm, những hạn chế này sẽ được loại bỏ. Tại thành phố Đà Nẵng, công nghệ khoan kết ngầm này đã được sử dụng để xây dựng hệ thống đường ống thu gom nước thải trên địa bàn quận Sơn Trà. Ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV. Khoan kết ngầm là công nghệ khoan hoặc đào ngang, sử dụng robot lấy vật liệu trong lòng đất ra ngoài và ống cống, được đẩy đến để bù lại thể tích bằng hệ thống kích thủy lực. Để lắp đặt robot, đầu tiên phải thi công hố kích và hố nhận, khoảng cách trung bình giữa các hố khoảng 250m, sau đó tiến hành khoan kích. Đây là phương pháp thi công hiệu quả trong việc sử dụng quỹ đất đô thị, giúp giảm thiểu tác động đến môi trường và cuộc sống hàng ngày tại khu vực. Hệ thống này nó khắc phục được cái vấn đề là cao độ đặt các cái hệ thống thu gom nước thải. Vì nếu như chúng ta đào hở thì chỉ có đến một cái cao độ sâu nhất định thôi. Nhưng mà cái việc khoan kết thì chúng ta có khoan dưới lòng đất đến 20-30m. Tại hạng mục hố S19 và S18 thuộc dự án cải thiện môi trường nước phía đông quận Sơn Trà, đoạn qua tuyến đường Ngô Quyền. Đây là tuyến đường dân sinh cũng như tuyến vận tải chính ra vào cảng Tiên Sa với hơn 1.000 container mỗi ngày. Vì vậy, phương án khoan kích ngầm là lựa chọn tối ưu. Mỗi ngày, đơn vị thi công bình quân khoan được 4 lốt cống, tương ứng với 10 mét. Quá trình vận hành cho thấy hệ thống robot sử dụng ít nhân lực, bảo đảm an toàn cho lao động. Thì hiện nay là đã sử dụng và áp dụng cái công nghệ khoan kích ngầm để thi công các cái tuyến cống nhằm băng qua các cái tuyến đường có mật độ giao thông cao, hoặc là các cái tuyến băng sông, băng qua đường sắt, hoặc là gặp những cái điều kiện mà địa chất nó không thuận lợi cũng như là cái vị trí đặt cống sâu. Dự án cải thiện môi trường nước phía đông quận Sơn Trà được khởi công từ tháng 8 năm 2020, tổng mức đầu tư gần 1.200 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào ngày 30 tháng 8 tới đây. Việc sử dụng công nghệ khoan kích ngầm đã giúp dự án đảm bảo tiến độ, sớm hoàn thành mục tiêu đề ra.